luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn được hay trong mọi công việc nha. Hôm nay mấy anh em Mỹ chạy ra lại một cái điểm Đu La Gu cả nhà. Điểm Đu La Gu này mấy bữa trước khi Mỹ có làm được mấy bữa đó. Thì ra điểm này tàu thì hải sản ngoài tàu thì không có còn nữa cả nha. Đây mấy anh em sẽ tới lại điểm Đu La Gu này để lấy ra họ lấy vô mình cứ thả thôi. Tại vì điểm Đu La Gu này hải sản thì nó cũng ít lắm, nó cũng như ngoài điểm tàu vậy. Có chỗ có chỗ gì sẽ không nha. Thì không biết ngày hôm nay mấy anh em đi ra ngoài điểm Đu La Gu này có được may mắn không đây. Tại vì mấy bữa giờ với Mỹ đi mấy anh em bắt hải sản thì rất là ít luôn. Cho hiện tại tới mùa hải sản khan hiếm mới cả nhà. Hải sản thì mỗi ngày mỗi ít đi á, hay là cứ cá ít xuống, cái đó Mỹ cũng không có biết nữa. Thì cứ mỗi mỗi năm thì tới mùa này thì hải sản ở chỗ Mỹ thì nó còn khan hiếm lắm. Mấy nhà xem nè, đó bay không thôi. Tại đang có năm xăng đó các nhà, năm xăng thì biển chỗ Mỹ thì sóng gió người lắm nên không đi thì không được đâu, thì phải đi người cuộc sống mưu sinh thôi các nhà. Thì mấy anh em hiện tại đang ăn cơm mình trước nè. Hôm nay thì mấy anh em Mỹ cũng đi 9 anh em, nhưng mà hôm nay thì có anh Úc anh vợ của Vũ Tài Công nghỉ các nhà, thì có một thành viên mới xuống đi. Ta cũng như mấy anh em khác thôi, chỉ có mà anh gọi là anh Tĩnh đó các nhà, đúng rồi anh Tĩnh, người ta thường gọi là anh Cát Hoài, cũng chắc các nhà cũng biết anh này rồi đó. Tại vì anh này có mặt cũng có qua chị Pháp rồi lặng đó các nhà, thì cũng qua đi Mỹ đi, thì chắc cả nhà ai xem khi gọi hai cơ thì biết đó. Mỹ sẽ chuẩn bị để vào đồ chuẩn bị ngày nặng mới của mấy anh em luôn nha. Cả nhà xem nè, hôm nay gió rất là săn nha. Hiện tại là gió nam săn đó cả nhà. Trời thì vẫn mây không thôi, đang cúp điện nên Mỹ có biết dưới này có trong xanh không đây. Cuối cùng thì Mỹ nhìn xuống quẳng thấy đã nè, rất là trong xanh luôn. May mà nước trong xanh đó cả nhà. Nếu mà nước không được trong xanh thì với lỡ mặt không có mặt trời nữa thì nước chắc là xấu hòa tấu luôn. Mà cũng chắc là may mắn luôn cả nhà. Cũng không biết điểm này có còn được nhiều hải sản không nữa. Giờ cũng chỉ biết cầu mong thôi. Đó, thấy mấy anh em rất là dễ dàng luôn này. Ở ngoài thì nó sẽ trong hơn ở trong mấy cam gia nha. Giờ em cũng mời cả nhà cùng theo em đi thu hoạch hải sản nha. Giờ mấy anh em thì gặp cái gì mấy anh em sẽ thu hoạch cái đó thôi. Người của Mỹ thì chỉ biết như vậy thôi cả nhà. Cả nhà biết cây gì đây không? Cây này nó có một cái chất độc tố nha. Cây này mấy anh em thường gọi là cây lông lồn. Nếu mà cả nhà nói cây gì đó mấy anh em không biết đâu. Nói tới cây lông lồn thì mấy anh em thợ lặn thì ai cũng biết hết á. Cây này nó quệt vào da của mình rất là ngứa nha. Em có phát hiện ra một cái con ốc bông đầu tiên. Ốc bông này chỗ em thường gọi là con ốc giấy. Ốc này giá hiện tại chỗ em người ta thu mua cũng 60-70 ngàn đó. Em bắt con ốc bông thì em có thấy thêm một con sò mai. Rồi, em làm mạnh tay quá nên con sò mai này nó cũng bể vô nè. Do nó bấu cứng á cả nhà, với lại Mỹ làm mạnh tay nữa. Rồi, con này chắc thương lái người ta không có mua đâu. Thôi, Mỹ sẽ để bỉ ra để cho cá nó ăn luôn nha. Tại vì mấy con cá vùng biển này thích ăn hải sản lắm, cho nên Mỹ sẽ cho cá ăn luôn. Chứ em bắt lên thương lái người ta không có thu mua đâu. Thank you.
Kìa em lại gặp thêm một con ốc bông nữa nè. Ơ, có một con cá thò lòi nó mới chui vào hang nhờ. Đây, ốc bông chỗ này Mỹ bắt được hai con cũng khá là to luôn nè. Có một dấu lằn đường đi của con ốc nữa nè. Nhưng mà em vẫn chưa thấy nó nằm hướng nào. Để em kẹo vào hướng này thử có không nha. Kìa, nó trốn ở dưới này nè. Phía trước Mỹ có một cái dập luồng nữa. Dập luồng đó của ngư dân đánh nè. Dập luồng hiện tại giờ Mỹ nhìn vào thì chưa có cái gì để vào đâu. Hình như là cái đây người ta mới quánh nó hồi sáng sớm hay sao đó. Đây có mấy con ốc càng vào nè. Mỹ nhìn vào chỉ toàn là ốc càng thôi. Kìa, có một con cá nữa kìa. Con cá lửa bò cả nha. Bên này cũng có mấy con ốc càng nữa. Đây, trong này có một con tôm tích nữa nè. Đây, đây là con tôm tích nè. Chỗ Mỹ thì có mấy loại tôm tích lượng cá nha. Đây, Mỹ mới bắt được con ốc mỡ và con ốc đá nữa nè. Thì có một con sò mai nữa. Sò mai này hiện tại giá cũng mấy chục ngàn ký luôn á cả nhà. Cũng 7-80 ngàn ký đó. Mà giá cũng tùy theo loại nữa nha. Loại lớn và loại nhỏ. Và cũng tùy theo bữa nữa. Bữa thì giá cao, bữa thì giá dễ lắm. Cũng không biết giá chính xác đâu cả nhà. Đây, một con sò mai nữa nè. Khá là to luôn. Điểm này mấy bữa trước thì cái Mỹ lặn thì cũng nhờ mấy cái con sò mai này nè. Thì mấy anh em tới đây cũng tìm những con sò mai này để bắt. Tại vì cũng nghe có giá cả nhà. Mấy anh em sẽ đi săn lùng những con sò mai này nha. Thì có gì mấy anh em sẽ bắt cái đó thôi. Một con tôm tích nữa nè. Đây là giống tôm tích hoàng. Loại này nó còn nhỏ nên Mỹ cũng không có bắt đâu. Để Mỹ chơi thôi. Một con ốc miệng bự đang bò đi kiếm ăn nè. Ốc miệng bự này mình nhìn bề ngoài nó y như cục đá luôn. Nhưng mà mình thấy cái vòi của nó cả nhà nên mình mới biết là con ốc nha. Chứ mà nó nằm im khô chắc chắn là mình thưởng cục đá không thôi. Do ở trên lưng nó rất là dơ luôn. Cuối cùng em cũng phát hiện được một con sò ngọt đầu tiên. Chủ yếu sò ngọt chắc là có giá luôn. Nhưng mà vẫn rất là hiếm luôn. Giờ em chỉ mới bắt được có một con thôi. Thêm một con sò điệp bay nữa nè. Sò điệp bay này cũng rất là có giá luôn. Nhưng mà chỗ này rất là ít luôn, không có để bắt đâu. Cũng chỉ lâu lâu mới gặp được một con. Em có phát hiện ra một con bạch tuộc. Con bạch tuộc này nó tính bỏ chạy nè. May mà em đã chụp được nó rồi. Có một con ốc đá nữa kìa. Ờ, đây là con ốc đá đỏ. Em vừa bắt con mai này lên thì có phát hiện ra một con sò ngọt thứ hai này. Thật ra mà nói sò ngọt hiện tại giờ rất là ít luôn cả nhà. Mới sớm giờ chỉ được hai con.
hải sản rất là ít luôn cả nhà, nên trên ghe cũng kéo mấy anh em về rồi. Đây tăng đầu tiên mà em bắt chỉ được như thế này thôi, mấy anh em thì cũng như vậy luôn. Giờ em phải tóm và măng lên cùng với mấy anh em để đi tìm cái chỗ khác để làm luôn nha. Mấy anh em có lắng xuống lại bắt đầu đi tìm hải sản đi bắt tiếp nha. Thì em và cháu Tuyên thì cũng mới nhảy xuống lại thôi. Giờ em với mấy anh em sẽ đi tìm hải sản để bắt có để ghiền cho cả nhà mình cùng xem nha. Em vừa bắt con ốc bông thì có phát hiện ra thêm một con sò ngọt nữa nè. Ô, con này là to nhất nãy giờ em có bắt được nè, khá là to luôn. Chắc cái chỗ này có con bạch tuộc nó mới ở nè, nó đã bỏ đi rồi, giờ chỉ còn cái vỏ của con sò ngọt thôi. Có thêm một con sò chai nữa nè. Đây là con cá ly thi. Cá ly thi này ăn thịt nó cũng rất là ngon nha. Mỹ thì thích ăn con cá ly thi này kho tiêu, ăn cực kỳ là đã luôn. Nãy giờ em thấy điểm này cũng có giúp ốc bông cũng lai dai cũng rất là ngon nè. Đó, cũng cầu mong cho nó có lai dai như thế này nè. Bắt thì cũng có giá trị á, nên mấy anh em cũng phải bắt lắm, tại vì nó chắc là to luôn. Cả nhà xem con ốc mỡ nó bám nè, nó bám rất là chắc luôn. Tính ra nếu mà nó bám vô những cái con sò như thế này nè, nó bám mấy con sò này có thể là không bao giờ gỡ ra được đâu đó. Nó bám rất là cứng luôn, y như là keo mà dán vào là vậy đó. Đó, nó nhả ra một cái chất nhớt y như là cái keo để hít vào luôn. Đây này cả nhà, y hệt như là keo dán luôn đó. Nếu mà bám vào con sò chắc chắn 100% là con sò không bao giờ gửi ra được luôn. Con bạch tuộc này siêu xẻo rồi, Mỹ không có thấy nó đâu, Mỹ chạy ngang qua không biết vì sao tự nhiên nó xịt túi lên là Mỹ mất hồn luôn. May mà nó xịt túi lên Mỹ mới phát hiện được nè. Cả nhà xem cái dấu tích của con sò mai xanh nè. Cái dấu tích của con sò mai xanh này thì nó nằm kín đáo hơn là con sò mai thường nha.
Đó, nó chỉ nhỏ, cái bề ngang của nó thì nhỏ hơn con sò mai thường, nhưng mà cái bề dài, bề bự ở dưới thì nó rất là to luôn. Đó, Mỹ sẽ chọc nó khép ra khép vô này. Rồi, rồi Mỹ sẽ khấu ra cho cả nhà xem con sò mai xanh này. Ờ, có con sò lông nhỏ. Đó, con này vẫn chưa có được to hết cỡ đâu, nó chỉ cũng tầm trung thôi. Cả nhà xem hai con sò mai khác biệt luôn nè. Đó, con thì hơi xanh xanh, con thì vàng, trắng vàng. Con này thì gọi là mai xanh, còn con gọi là con mai thường. Thì chỗ Mỹ thì có 3 loại mai nha. Mai xanh, mai thường và mai đá. Đó, có chỉ 3 loại mai đó thôi. Mai đá thì chỗ Mỹ thì hiếm khi gặp lắm. Thêm một con ốc bông nữa nè. Em có lưu khu bắt hải sản thì tự nhiên ngay này em có phát hiện ra một cái đốm bụi, không biết là cái con gì tạo ra. Em nghĩ thì cái con mà làm ra cái đốm bụi này nghĩ rất là to đó. Em tới xem thử cái con gì nó làm ra nha. Rồi đây này cả nhà, thì ra là một con cá đuối ngợi. Ồ, cá đuối ngợi này cũng khá là to đây, chắc nghĩ tầm nghĩ cũng được 2 ký mấy đó. Em thì không có thấy nó, nhưng mà nó thấy em thì nó đã bỏ chạy rồi. Thêm một em sò ngọt nữa nè. Công nhận hôm nay xuống lại điểm này em thấy sò ngọt ít hơn mấy bữa trước luôn. Mấy bữa trước thì em bắt cũng khá khá đó, bữa nay em thấy rất là ít luôn. Nè, thêm một em sò ngọt nữa nè. Ờ, có, không phải rồi cả nhà, cái vỏ thôi. Em cứ tưởng đâu là con gì nữa chứ. Đó, cả nhà thấy đó, sớm giờ em bắt ốc bông này râu râu một con thì cũng rất là ngon luôn. Ok, em lại gặp thêm một con sò ngọt nữa nè. Giờ thì cũng đã 10 giờ mấy rồi. Mấy anh em sẽ lên để chuẩn bị ăn cơm luôn nha. Đó, em lấy tăng thứ hai cũng được một mớ như thế này nè. Tính ra ngày hôm nay em lấy được 2 mớ. Chắc cũng đâu đó chỉ được một vợ như thế này thôi. 2 ca rồi đó cả nhà. Giờ mấy anh em lên ăn cơm rồi sẽ làm thêm tiếp một ca thứ ba luôn nha. Thank you.
Rồi mấy anh em ăn cơm thì cũng đã no nơi rồi, giờ thì mấy anh em sẽ bắt đầu nhảy xuống để thu hoạch thêm một ca thứ ba luôn nha. Thì cái ca này mấy anh em làm chắc đâu đó khoảng tầm một tiếng mấy. À Mỹ đang nhảy xuống, đặt nhảy xuống thì có quên cái quợ, thì chú bé cũng đã quăng xuống lại cho em rồi nè. Nhiều khi mình đặt mình nhảy các nhà nên có hay mau bị quên cái quợ này lắm đó. Em cũng lấy xuống lại rồi nè. Em nhảy xuống với cái độ sâu 9 sải tay đến 10 sải thì em sẽ có thể xì tay khoảng 3 lần nha. À em thường hay gọi là xì tay, còn có thể gọi là giảm ép tay. Mới nhảy xuống em mới để cái mấy cam da trên đầu thôi thì có phát hiện ra một con sò ngọ luôn nè. Mới nhảy xuống thì được một con sò ngọ như thế này nè. Nhiều khi mình cũng gặp được sự may mắn đó cả nhà. Đó, một con sò ngọ duy nhất luôn đó. Không biết có sự may mắn nào tiếp theo diễn ra trong ca thứ ba này không đây. Em lại gặp thêm một con sò ngao đá nè, còn gọi là con sò ngao hai cầu đó. Hai ca đầu em đâu có gặp con ngao đá nào đâu, thì có tăng này em có gặp được một con nè. Ngao đá hiện tại giá cũng trị cũng cao lắm nha. Em cũng còn mong cho cái tăng thứ ba này mấy em được sự may mắn nhiều hơn nữa nè. Thì em có phát hiện ra một con ốc hương nè. Ô, ca thứ ba này thật sự mà nói em có sự may mắn rồi. Kìa, thêm một con nữa nè. Rồi hai con ốc hương, hai con ốc to như thế này nè. Em nghĩ chắc cái chỗ này sẽ có đây nè, cái dấu cũ của nó nè. Em nghĩ chắc cái chỗ này có ổ ốc hương hay sao đó. Em cũng còn mong gặp được cái ổ của nó cả nhà. Mình gặp cái ổ của nó thì mình dễ bắt được số lượng nhiều hơn. Còn mình không gặp được cái ổ của nó thì mình bắt không có được số lượng nhiều đâu. Giờ em cũng cầu mong cho gặp thôi. Tính ra ca này nhảy xuống Mỹ bắt được con sò ngọt, con ngao đá hai cầu với hai con ốc hương nữa. Thêm một con thứ ba luôn rồi này cả nhà. Đó, ba con ốc hương rồi. Quá đã luôn. Cũng khá là lâu rồi em chưa có gặp lại ốc hương. Giờ em bắt được ba con luôn. Đây này cả nhà. Mới nhảy xuống thì quay qua lại bắt ba con ốc hương gì quá là tuyệt vời luôn. Đây ba con rất là to luôn nha. Không biết còn nữa không đây. Để em chạy tìm thêm coi thử có còn nữa không nha. Nếu còn em sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Một con nữa này cả nhà. Rồi em bắt được 4 con rồi. Nhưng mà nãy giờ em cứ chạy tìm cái ổ hoài thôi nhưng mà không có luôn. Em vào qua bằng lại cuối cùng thì cũng được lượm được 4 con ốc hương. Em mà gặp ốc hương như thế này này em rất là ham luôn. Em nãy giờ em để ý rất là nhiều luôn á cả nhà, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái ổ. Em gái sao cho gặp được cái ổ á, bắt dễ nhiều lắm. Tại vì ốc này thường thường hay tụ hợp về ổ để đẻ cả nhà. Nè, em lại phát hiện ra thêm một con đang bò nè. Con này là con thứ 5 luôn rồi. Em không biết vì sao chứ em cứ chạy tìm cái ổ thôi. Em rất là mong muốn gặp được cái ổ luôn. Nó như là nó đã đẻ chỗ nào đó, nó bò đi nè. Thường thường thì ốc to như thế này nè, mau nằm ổ số lượng nhiều lắm. Kìa em gặp thêm một con nữa nè. 6 con rồi. Nhưng mà 6 con nào con nào lấy đều to luôn á cả nhà. Con này hiện tại đang cố tình chui xuống trốn nè. Nhưng mà em đã gặp nó rồi. 6 con rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái ổ của nó. Cả nhà xem nè, nhìn con ốc to nhìn đã thật. Ốc này ăn rất là thơm luôn. Tại vì ốc lặn ăn lúc nào cũng ngon hết cả nhà.
kìa, em có phát hiện ra một con ốc hương nữa nè. Ồ, tính ra em chạy qua chạy lại thì cũng bắt được 7 con, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái ổ của nó, rất là buồn luôn. Trời ơi, mới gặp được 7 con này rất là đã luôn, nhưng mà tìm cái ổ hoài luôn đó cả nhà, nhưng mà vẫn chưa thấy cái ổ của nó. Ồ, cả nhà xem nè, em bắt được 7 con nào con nấy đều to đùng luôn. Đấy, em chạy cũng khá là xa rồi, em có gặp thêm một con ốc hương thứ 8 luôn nè. Trời ơi, rất là may mắn luôn. Ờ, tính ra tăng thứ 3 này em thật sự nói rất là may mắn luôn cả nhà. Ờ, tăng này em bút lần 8 con ốc hương, không biết có cặp nữa không đây. Em chạy tìm cái ổ không lấy dở cả nhà, chủ yếu mình tìm cái ổ mình bắt có thể nhiều hơn, nhưng mà vẫn chưa thấy cái ổ đó luôn. Em cố tình chọc em ốc hương này cả nhà. Ừ, con nào con nấy trà bá trà bứ luôn. Hiện tại cũng mùa đây là mùa ốc hương á cả nhà. Ốc hương đang chuẩn bị sinh sản á, nên thường thường ốc hương mau dí lại để đẻ lắm. Nhưng mà em vẫn tìm cái ổ nó, chắc là kết gặp cái ổ đó luôn cả nhà, nhưng mà vẫn chưa thấy luôn. Đây, em bắt được 8 con rồi nè. Cả nhà có biết con cua gì đây không? Cái con cua này em không có biết tên nó, nhưng mà cái con cua này thực sự nói nó ăn hải sản rất là kinh khủng luôn. Con nào nó bắt được nó ăn hết luôn cả nhà. Em có gặp thêm một con ngao đá hai cầu nữa nè. Thôi con này em sẽ thả ra nha. Con đó thì không có ai ăn bao giờ hết, nên em cũng không có bắt đâu. Ngao đá chỗ em giờ hiếm lắm cả nhà. Tính ra cả ngày hôm nay thì em bắt con này là con thứ hai thôi đó. Cuối cùng em cũng bắt được 2 con ngao đá với 8 con ốc hương. Ồ, tính ra nhiêu này cũng được vài trăm ngàn rồi đó. Giờ em cũng còn mong gặp thêm được vài con nữa. Giờ thì cũng sắp tới giờ chạy rồi.
Em thấy cái dấu này bự bự, em thưởng con ốc gì chứ, ai nghĩ ốc mỡ. Thì ra là nó đang ăn con sò chai liếp. Đây là con sò chai liếp nè. Con sò chai đó không ăn uống gì được đâu cả nhà. Nó ăn không có được đâu. Thêm một con sò bánh tráng nữa. Giờ cũng đã tới giờ lên chạy rồi cả nhà. Đây là thành tích của em bắt được ca này nè. Cái đống này là đống mà ngon nhất em có bắt được nè. Quá là đã luôn. Trên kia có kéo em về, em có gặp thêm cái chỗ này có hai con sò lông với một con sò mai rất là to luôn. Hiện tại trên kia đang kéo em về. Rồi em cũng đã gặp được dây đá này, có anh Út nữa kìa. Hình như cũng có một số anh em đã lên trước rồi. Thôi giờ em sẽ tóm vợ và lên trên kia nha. Đây là thành quả sớm giờ của chính em của ngày hôm nay đây. Thì hôm nay thì cũng ca khá hơn hôm qua nha. Hôm qua mấy em ít lắm. Thì hôm nay cũng được ca khá lại rồi nè. Thì chính anh em Mỹ bắt được có hai bao sò lộn xộn nè. Đó, hai bao thôi đủ thứ luôn nha. Chỉ có những cái mặt hàng này ghi Mỹ có lựa ra thôi nè. Thì sò mai thì Mỹ có đếm bao nhiêu sò nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 sò sò mai. Mai lớn lớn không à. Thì 8 xô sò mai và cũng được một ca đốc bông bắn cá nhà. Một canh này ở cái nhà nên có lộn đâu nhiêu đây nữa này. Cũng được canh mấy. Còn ở trong này thì ở trong này thì có ốc tỏi cá nhà. Ốc tỏi đâu đó cũng được 20 mấy con đó. Ốc tỏi to không thôi, nhưng mà rất là ít luôn. Ốc tỏi với sò lông cá nha. Điểm độ mới thôi chứ không có được có nửa can đâu. Nên cái show kiểu này á cả nhà. Còn mấy con ốc bông này bỏ trong đây luôn. To chà bá luôn.
tay thì mấy anh em Mỹ cũng bắt được, hôm nay được một can sò ngọt này. Đó, đầy can luôn nha. Can này khoảng mười mấy ký thôi. Đây nè cả nhà. Được 3 con sò ló. 4 con. Con nữa cả nhà. Với là 8 con ốc hương. Đây, 8 con ốc hương thôi. Đây ướp được 3 con. Chỉ có 3 con sò ngao đá của ngày hôm nay cũng chín đêm này cả nhà. 3 con duy nhất đây. Có một con cá ngựa. Mấy anh em cũng bắt được 3 con ghế này. Con ghế chà bá luôn. Đây 3 con cả nhà. Chính anh em Mỹ thì chỉ bắt như thế này thôi, nhưng mà nó nhiều hơn qua cái nhà. Hôm qua thì mấy anh em làm thì ấp thì bữa nay thì cũng khá khá rồi. Thôi chắc Mỹ sẽ xin kết thúc video đây nha. Mỹ xin cảm ơn các nhà đã xem kênh ủng hộ Mỹ nha. Các nhà đã xem cái này nhớ cho Mỹ xin một like và ai chưa đăng ký ủng hộ Mỹ nha. Rồi Mỹ xin hẹn gặp lại các nhà video tiếp theo.